Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV cuối tuần. Mở đầu là phần tin Biển Đông với những tin tức cập nhật từ trang dưỡng đặng Newsletter về căng thẳng tại Biển Đông và cuộc bầu cử Philippines. Màn đấu khẩu đang lên đến cao trào ở Philippines gợi ý những chuyển động của Manila thời gian gần đây chịu nhiều ảnh hưởng của chính trị trong nước. Bài phát biểu trước toàn dân của Tổng thống Philippines Duterte vào tối hôm 5 tháng 5 gây xôn xao dư luận với hai nội dung đáng chú ý. Một là ông Duterte tuyên bố phán quyết của tòa án trọng tài trong vụ kiện Biển Đông năm 2016 chỉ là tờ giấy lộn đáng vứt sọc rác. Phát biểu này gây sửng sốt bởi nó giống như cái cách tuyên truyền của Trung Quốc bấy lâu nay. Phát biểu này ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ và phát ngôn viên phủ tổng thống Harry Roque sau đó lên tiếng biện bạch rằng cần phải đặt phát biểu của ông Duterte vào ngữ cảnh như là ông này đang mô tả thái độ của Trung Quốc. Dĩ nhiên, các đối thủ của ông Duterte không bỏ qua cơ hội lên án vị tổng thống ăn nói bạc mạng này. Nội dung thứ hai là ông Duterte thách cựu thẩm phán tòa án tối cao Antonio Capio tranh luận trực tiếp về vấn đề Biển Đông. Ông Duterte đưa ra tuyên bố khi công kích cựu ngoại trưởng Alberto Den. Rosario và ông Capio, hai nhân vật có liên quan chặt chẽ với vụ kiện được khởi xướng vào năm 2013. Ông Capio đã nhanh chóng nhận lời thách đấu. Không gì có thể bào chữa cho cách phát biểu của Tổng thống Philippines. Tuy nhiên, cần xét đến những yếu tố chính trị đằng sau trong cuộc đấu khẩu đang lên đến cao trào hiện nay. Về cuộc đấu khẩu, hai ông Den Rosario và ông Capio có thể xem là những nhân vật đại diện cho chính sách Biển Đông dưới thời chính quyền trước đây của ông Aquino. Hiện nay, hai ông lại là hai nhân vật chủ sướng của Liên minh One Sampayan, một quốc gia, mới được thành lập với mục tiêu đoàn kết phe đối lập để chọn lựa ứng cử viên đối đầu với ứng cử viên được ông Duterte hậu thuẫn hoặc đi theo hướng đường lối dân túy của ông này trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2022. Theo quy định, thì ông Duterte chỉ có thể làm thêm một nhiệm kỳ 6 năm soi chiếu với những động thái của chính quyền Duterte vài tuần qua có thể giúp nhận thấy ý đồ đằng sau. Cụ thể là ông Duterte đang muốn xới lại lập trường của chính quyền Aquino về vấn đề Biển Đông để tấn công vào phe đối lập của ông Den Rosario và Capio. Một mũi nhọn là ông Duterte nhắm vào quyết định rút tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough trong cuộc đối đầu với Trung Quốc vào năm 2012. Điều này thể hiện qua ba câu hỏi mà ông Duterte đặt ra cho ông Capio, ai ra lệnh cho hải quân Philippines rút khỏi bãi cạn. Chính quyền Aquino đã làm gì sau chiến thắng ở tòa trọng tài? Trên thực tế, khi tòa án ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, thì ông Duterte đã nhậm chức tổng thống. Có thể câu hỏi mà ông ta muốn đưa ra là chính quyền Aquino dự định sẽ làm gì một khi chiến thắng, với mục đích so sánh với cách làm của ông trong hiện tại. Và câu hỏi thứ ba là liệu chúng ta có thể thi hành phán quyết hay không? Ở câu đầu tiên, ông Duterte đã quy trách nhiệm trực tiếp cho hai ông Dan Rosario và Capio. Ông Capio đã bác bỏ sự liên quan của mình đối với quyết định rút khỏi bãi cạn, trong khi ông Dan Rosario giải thích đó là vì Trung Quốc không giữ lời. Trên thực địa, những động thái nhịp nhàng được chuyển tải nhanh chóng và sinh động qua hình ảnh clip các công hàm dồn dập đến công chúng của phía Philippines cũng không đi ra ngoài ý đồ này, bao gồm 3 điểm nóng. Thứ nhất, thể hiện sự kiên quyết hiếm thấy đối với vấn đề đá ba đầu. Kế đó là triển khai tàu công vụ trở lại bãi cạn Scarborough tập trận. Triển khai và quảng bá việc tàu công vụ đẩy lùi tàu dân binh Trung Quốc ra khỏi bãi cạn Sabin. Tất cả đều thể hiện một hình ảnh đối lập với việc Philippines rút khỏi bãi cạn Scarborough của chính quyền trước trong mắt người dân. Cũng với mục đích tấn công vào uy tín của hai ông Den Rosario và Capio đối với dân chúng, ông Duterte có vẻ như muốn giảm nhẹ tầm quan trọng của phán quyết trọng tài mà hai đối thủ của ông được cho là có công lớn. Tuy nhiên, với phong cách ăn nói bạc mạng, ông Duterte đã phát biểu một câu sơ hở trí tử liên quan đến phán quyết này. Cuộc đấu khẩu hiện nay vẫn tiếp diễn và những diễn biến trên biển Đông vẫn đang là một câu chuyện thời sự. Tuy nhiên, từ những nhận định trên có thể đưa ra một số dự báo như sau. Vấn đề biển Đông sẽ là câu chuyện chủ đạo trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines sắp tới khi mà đại dịch Covid-19 khiến cho chính quyền Duterte không có mấy thành tích đối nội để mà quảng bá. Manila sẽ tiếp tục thể hiện thái độ kiên quyết về Biển Đông trong thời gian sắp tới. Một câu hỏi không thể không đặt ra là liệu chính quyền Trung Quốc có nhận ra hay là được chuyển thông điệp nào đó về thái độ của Manila hay không? Hay thậm chí có cú bắt tay ngầm nào đó để chính quyền Manila thỏa sức trình diễn hay không? Cho đến nay, ngoài những phát biểu, Trung Quốc vẫn khá kiềm chế trước đợt tiến công dồn dập của Philippines. Nếu quả thật Bắc Kinh nhận thấy được ý đồ của ông Duterte, cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc hiện nay, tuy căng thẳng ở bên bề ngoài nhưng sẽ không vượt quá mức kiểm soát và có điểm dừng. Đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng đáng để lưu ý là Liên minh một quốc gia được công bố vào ngày 18 tháng 3 và hai ngày sau, tức ngày 20 tháng 3, nhóm đặc trách về Biển Đông của chính quyền Duterte bắt đầu đưa ra thông báo đầu tiên về sự hiện diện của tàu dân binh Trung Quốc ở Đá Ba Đầu. Từ đó, vấn đề Biển Đông một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý. Theo Đại Á Châu Tự Do đưa tin, hai đội tàu chiến của Úc, Pháp tập trận lần hai trong vòng 30 ngày. Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Pháp hôm 3 tháng 5 cùng hành trình qua Biển Đông và thực hiện một loạt các bài tập huấn trên đường đi. Trang web của Bộ Quốc phòng Úc cho hay, phía Hải quân Hoàng gia Úc có khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius. Trong khi đó, Hải quân Pháp cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp Lafayette mang tên Surcouf. Đây là lần thứ hai bốn chiến hạm của hai nước cùng tập trận ở Biển Đông chỉ trong vòng chưa đến 30 ngày, lần trước là hôm 19 tháng 4. Pháp và Úc có mối quan hệ đối tác chặt chẽ và chia sẻ cam kết duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm và bền vững. Chỉ huy trưởng nhóm đặc nhiệm Australia và sĩ quan chỉ huy Anzac, tư lệnh Brendan Hart, cho biết ông tự hào về những gì mà bốn tàu chiến của Pháp và Úc đã đạt được. Các tình ảnh từ Bộ Quốc phòng Úc hôm 1 tháng 5 và 4 tháng 5 cũng cho thấy bốn chiến hạm của hải quân nước này cũng liên thủ diễn tập trên Biển Đông. Đội tàu này bao gồm kinh hạm HMAS Anzac, Paramata, Palara và tàu tiếp dầu hải quân HMAS Sirius. Hoạt động trong hai nhóm đặc nhiệm riêng biệt, bốn tàu đang tiến hành một số hoạt động trên khắp Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Các hoạt động triển khai này theo Bộ Quốc phòng Úc là một phần trong chương trình hợp tác quốc tế lâu dài và mạnh mẽ của lực lượng phòng vệ Úc trong khu vực, thể hiện cam kết của Úc trong việc hợp tác với các đối tác để giải quyết những thách thức chung bao gồm cả an ninh hàng hải trong khu vực. Thưa quý vị, theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin thì Việt Nam muốn Mỹ ủng hộ khối ASEAN về vấn đề Biển Đông. Hôm 6 tháng 5, tại đối thoại Mỹ-ASEAN, Việt Nam bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN đối với khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu trực tuyến tại đối thoại rằng Việt Nam khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác theo Vietnamnet. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN và Mỹ cần tăng cường phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 6 tháng 5 cho biết quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Atun Keshav tham gia đối thoại Mỹ-ASEAN thường niên lần thứ 34 và khẳng định rằng chính quyền Biden-Harris cam kết tái củng cố các mối quan hệ đối tác đa phương của Washington và vị trí trung tâm của ASEAN. Hoa Kỳ đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác cùng khối ASEAN để giải quyết các thách thức đang đặt ra. ASEAN và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vốn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp đáng quan ngại. Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoàn nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng lòng tin ở khu vực cũng tại đối thoại này đại sứ keshap nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác mekong hoa kỳ theo đó thúc đẩy sự minh bạch chủ quyền và tăng trưởng toàn diện và giúp giải quyết các thách thức xuyên biên giới trên lưu vực sông mekong